nhớ cái năm 2016 hồi nữa xuống Hội An để xin việc làm chạy xe du lịch mà. Thì hằng ngày em giới thiệu vô chỗ Hùng Vĩ Travel đó, vô để xin chạy xe du lịch. Ở trên quê này đi xuống thì vô gặp anh Hùng. Anh Hùng là ảnh là sếp đó. Người nhỏ con mà vui vẻ dễ thương đó. Thì vô phản vắng nói chuyện đồ sang xuôi hết rồi. Thì anh mới kêu là vì cái trình độ lái xe thì anh có thể kiểm tra em được. Nhưng mà để chạy xe du lịch thì em phải có chút kiến thức tiếng Anh để phục vụ việc chăm sóc được. Thì không biết là cái trình độ ngôn ngữ của em ra thì mình cũng nói thiệt. Còn môi chợ ở trên quê thì chợ khách Việt rồi chợ đám cưới đám phủ đó, chứ có biết gì đâu tiếng Anh. Thì anh mới mình mới nói thôi anh nhận em vô lồn đi. Rồi em hứa là những lúc rảnh em sẽ tự lên mọn em học tiếng Anh thêm để trao dồi kiến thức phục vụ công việc chăm sóc. Anh nghe mình nói đứa thì anh cũng thương, anh nhận. Thấy có chí cũng lồn chỗ ảnh nữa thì anh nhận. Rồi anh cũng dạng là mấy ngày đầu thì chạ mà gặp khách nước ngoài thì em cứ vét nô nô thôi. Đó, nó đỡ đó. Nó vét mà tháng bùng bùng khó chịu thì mình đỡ bằng nô nô thôi, có chi đâu. Từ từ cũng quen. Vậy thì anh dạng dò đó thì cũng nén yên tâm. Rồi 3 ngày đầu đó là cấp cho chiếc bãi chỗ. Đây, trời, ngon lạ. Còn khách Việt không mà 3 ngày đầu có gì đâu có. Đẹp. Ngày thứ tư là lên luôn, khó đang xích chạy luôn. Hồi đó mình bàn đê nó đúng bàn đó, chạy xe 16 chỗ. Thì ngày đầu lên Forensic thì gặp trục trặc liền. Chở bả một tay ba lô, đó ở ngồi sân ba đó, chở về cái homestay ở dưới Cẩm Thanh. Lâu quá cũng không nhớ cái homestay. Cái thì vừa về bỏ sang bả một tay rồi thì mình ra mình la chùi xe, dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị đón khách khớp. Thì đón la chùi dọn dẹp vệ sinh đó, thì có khứ tay cũng một đàn bả cái thằng mà mình mới chở về nữa đó. Thì cứ lạ cứ nói chuyện với mình. Cứ xí lô xí lạ cứ nói cái gì đó. Nghe ăn mà có hiểu cái gì đâu cả. Cứ nói đó cái mình cũng gỡ đàm không hiểu. Mình mới nhớ lại cái lời ông Hùng dạng. Không biết gì thì cứ nói dét dét nô nô nói đàm. Đoán rồi nè. Cái mình đoán cái mình đoán. Yeah. Yeah yeah. Cái thì mình nói giấy sang thì cũng vui vẻ. Ôi trời, cho anh cười cũng vui vẻ đi. Ôi trời, ngày đó ngày được không rồi đó. Trời, cho ngày đó cũng yên tâm. Cái anh vui vẻ sang rồi, cái tưởng sang rồi không vô không nói tiếp à. Ôi trời, cho anh bù vô hủa nữa, không nói nữa, không nói chi. Nguyên thiên loạn xe nào, không hiểu nổi. Mà mình còn đơ, còn nói. Đơ, còn nói hồi nãy. Mình không biết ra, mình nói nổ nghĩ là. Hay mình đỡ qua, mình nói no, thử ý không ra. No, 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 no. Cái mình vừa nô xa cái là hắn oa 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 vô đó, bắt đầu hắn xù lông lên, hắn núa quyến thiên trời đất, cái trời trời sổn hồn luôn á. Không hiểu cái chuyện gì đâu xảy ra mà. Cái mình sổn quá mình, hay là mình phát âm xưa á. Thôi mình núa từ từ mình núa rõ lại cho hắn hiểu đi. No, mình vừa nô xa cái là hắn quất phót ông châu vậy trời ơi, hắn quánh. Hắn bù vô hắn xóa hắn quánh mình nữa đó, ôm đào bỏ chạy. Đứng nhuốn chết chết á. Tai mà to đùng. Đứng nhuốn chết chết á. Bài mà to đùng tán đào đứa đó bỏ chạy chả rồi đó, trời ơi hay cái nào có cái cô đó của đi cái chiếc xe đột của đi bón trái cài của cái vỏ của bón trái cài thì của chặn tay lại của XP của đứng của nó á, bắt đầu của nó tiếng Anh chuột chọn hay của nó tiếng Anh được mà đa số ở những người ở trên Hội An á là dưới Hội An nó là không biết nói tiếng Anh hay cái thì của đứng của phân tích của nó thông dịch ra nó mới khứ tay thì khứ tay cứ hết giận. Cái tự nhiên cứ bình thường đó là cái thì cô mới kêu mình lẹ vì con cứ lẹ đây lẹ đi có cô đây cô thông dịch cô giải thích cho yên tâm đi đừng sợ lẹ đây thì mình bắt đầu mới vốn sợ sẹ mình mới đi lẹ mình lẹ cái thầu cô mới giải thích nói chuyện sáng xuôi hay dậu trâu cho trời ơi quá quả bùng bình ý cứ tay cứ loa cứ hủa mình là mi có thấy cái vỏ sách ta để quay lên xe mi không có cái vỏ sách nhỏ nhỏ nè. Mi có để ý là mi thấy cái vỏ sách ta để quên trên xe mi không? Thì cái câu đầu tiên mình trả lời yes, những vui đúng rảo. Cái câu thứ hai thì mới nói rằng là Trang nó có một cái passport với một số giấy tờ rất là quan trọng. Mi có thể trả lại cho ta không? Hẳn nói nguyên thiên mình đâu có hiểu chi. Câu thứ hai mình trả lời no. Ok chơi mà ngót câu thứ ba ăn nói là đó là những giấy tờ quan trọng. Mi mà chỉ cần nói không tiếng nữa là ta đập mi luôn tệ chỗ. No. What is that? Mi mà chỉ cần nói không tiếng nữa.
không tệ chỗ. À, đó là một câu chuyện Tiếu Lâm các bạn. Một câu chuyện Tiếu Lâm. Thì câu chuyện này mình được nghe từ anh Thá ở dưới Hội An. Anh Thá là cũng chạy xe du lịch. Anh kể cho mình. Thì mình kể lại cho các bạn và mình lấy chính mình ở trong cái nhân vật câu chuyện luôn. Thì đó là một câu chuyện Tiếu Lâm. Nhưng mà những cái hình ảnh ở trong đó là thật. Thì thật là mình có chạy xe du lịch 3 năm ở Hội An. Mình có làm cho Hùng Vĩ Travel. Và xếp Hùng cũng là thật. Rồi Ford Transit 16 chỗ cũng thật luôn. Chiếc 92B00492 là đó mình chạy. Trước khi mình kể chuyện Tiếu Lâm thì mình có alo cho anh Hùng rồi. Mình xin phép để kể chuyện rồi. Thì mình kể chuyện Tiếu Lâm thì chỉ hy vọng là mà đem đến cho các bạn những cái tiếng cười vui vẻ thôi. Và thông qua cái câu chuyện thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những anh chị em, những người thân thương, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn yêu thương, giúp đỡ và che chở những lúc mình khó khăn. Suốt 3 năm mình làm việc ở Hội An rất là trân quý và mình xin cảm ơn rất nhiều. Đó có nhiều kỷ niệm đối với mình lắm và chắc chắn là mình sẽ không bao giờ quay. Thứ hai nữa là mình cũng xin gửi lời yêu thương đến thành phố Hội An, một thành phố rất là tuyệt vời. Đặc biệt là có món cơm gà Hội An rất là đỉnh, rất là ngon. Và clip thì đến đây cũng xin kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chúc tất cả mọi người nhiều niềm vui. Và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.